Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin VinFast phản hồi sẽ giao xe cho khách hàng ở Mỹ vào cuối năm 2022. Một lãnh đạo của chi nhánh VinFast đặt tại Mỹ mới đây nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng hãng ô tô của tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng sẽ giao xe cho người mua ở Mỹ sau khoảng một năm nữa kể từ thời điểm này. Đây là câu trả lời của bà Nguyễn Hương Giang, Phó Tổng Giám đốc VinFast tại Mỹ, dành cho câu hỏi của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ về phản ứng của hãng đối với mối hoài nghi của công chúng và một số chuyên gia về khả năng thực hiện lời tuyên bố của hãng trong nhiều dịp khác nhau rằng loại xe của VinFast sẽ đến tay người dùng ở Mỹ chậm nhất là vào cuối năm 2022. Trong một email gửi cho Đài Tiếng nói Hoa Kỳ vào hôm 24 tháng 11, bà Nguyễn Hương Giang cho hay hãng ô tô nổi danh ở Việt Nam nhưng hầu như vô danh trên thế giới kể cả ở Mỹ đã bắt đầu thử nghiệm xe, lên kế hoạch sản xuất xe và thực hiện các nghiên cứu thị trường bán hàng. Tất cả đều đang được thực hiện theo những điều kiện khắt khe nhất và theo tiêu chuẩn thị trường. Dự kiến chúng tôi sẽ giao xe E35 và E36 cho khách hàng ở Mỹ vào cuối năm 2022. Nữ phó tổng giám đốc của VinFast tại Mỹ đã cho biết như vậy. Đây là hình ảnh tổng giám đốc toàn cầu của VinFast Michel giới thiệu mẫu xe E35 tại triển lãm xe Los Angeles vào ngày 17 tháng 11. Cũng như Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đưa tin, VinFast vừa cho ra mắt hai mẫu xe tiện ích thể thao chạy bằng điện ở triển lãm xe hơi Los Angeles vào cuối tuần thứ ba của tháng 11 với những hoạt động quan hệ công chúng rầm rộ được báo đài quốc tế và các kênh cá nhân trên nền tảng mạng xã hội đưa tin rộng rãi. Đồng thời cũng gây ra nhiều xúc động trong không ít người Mỹ gốc Việt. Tuy nhiên, một số người am hiểu về ngành ô tô, trong đó có tiến sĩ Trương Ký Hoàng Phương, một chuyên gia có hàng chục năm kinh nghiệm ở Đức, nhận định rằng việc xe VinFast được người tiêu dùng lái trên các con đường Mỹ vào cuối năm 2022 là điều bất khả thi. Ông Phương, chuyên gia kiến trúc của các dòng xe điện thế hệ mới của BMW, chỉ ra rằng tại triển lãm đang diễn ra ở Mỹ, mẫu xe E35 là phiên bản còn đang dở dang, chưa hoạt động được, trong khi mẫu E36 mới chỉ ở dạng làm bằng đất nặn, chuyên nghiệp. Xét theo quy trình chuyên ngành chế tạo xe hơi, hai mẫu xe trên còn chưa đạt đến cấp độ prototype, tức là bản nguyên mẫu đã chạy được. Tiến sĩ Phương đã nói như vậy với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Trong khi đó, từ bản prototype ít nhất cũng phải mất một năm mới có thể sản xuất ra xe có đầy đủ giấy phép để bán cho khách hàng. Ông Phương đã nói, và vì vậy ông khẳng định khung thời gian từ nay đến cuối năm 2022 là không thể đủ để VinFast thực hiện tuyên bố của họ. Một cơ sở khác để nhiều người nghi ngại là ngay cả mẫu xe E34 ở trong Việt Nam tuy đã mở bán và nhận đặt cọc của người mua từ cuối tháng 3 với lời hứa là sẽ giao xe vào tháng 11 năm nay, song thực tế chưa có bất kỳ chiếc xe nào đến tay khách hàng ở trong nước. Đây là hình ảnh chiếc xe E34 dành cho thị trường Việt Nam. Như vậy thì làm sao hãng có thể sản xuất hai mẫu xe lớn hơn, mới hơn và giao sang Mỹ trong khoảng thời gian không còn nhiều? Đó là câu hỏi mà không ít người nêu ra trên mạng xã hội và các diễn đàn về xe hơi. Xác nhận với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ về việc chưa có mẫu xe E34 để giao cho khách hàng ngay trong Việt Nam, một đại lý bán xe hơi VinFast ở Hà Nội đã nói rằng: về xe E34, chúng tôi đang nhận cọc chương trình thôi, chứ chưa có xe ra đâu. Chắc phải tầm đầu năm sau, tức là 2022 mới có xe. Người này nói thêm rằng, ban đầu kế hoạch của hãng đặt ra là giao xe vào tháng 11 hoặc tháng 12 này, nhưng do dịch Covid-19 nên việc giao xe bị chậm một chút. Tỏ ra tự tin về việc xe E34 sẽ sớm đến tay khách hàng, vẫn là đại lý bán xe Hà Nội nói rằng những ai muốn mua xe cần đặt cọc 50 triệu đồng ở thời điểm này và sẽ nhận xe vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2022. Người này còn đưa ra nhận định rằng bây giờ chúng tôi bị trễ thì cũng chỉ trễ tầm 1-2 tháng thôi chứ không thể để lâu được. Trong khi đó, một đại lý xe VinFast ở Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy một bức thư khác hoàn toàn. Thực sự mà nói là chưa có thời gian chính xác luôn. Khách đặt từ hồi tháng 3, tháng 4, giờ còn chưa có xe nữa. VinFast đâu có chốt thời gian giao xe bao giờ. Giờ là chưa chốt luôn. Bên cạnh những nhận định ít lạc quan từ một bộ phận trong công chúng về một số chuyên gia về khả năng VinFast khó có thể giữ lời hứa về giao xe ở Mỹ, báo đài quốc tế và các nhà phân tích chuyên ngành xe hơi cũng bàn đến tương lai cạnh tranh đầy khó khăn của VinFast tại Mỹ. Một số báo đài và các nhà phân tích bình luận diễn ra trường hợp các hãng xe Trung Quốc hay Pháp đã thất bại trong việc chinh phục thị trường Mỹ và bày tỏ lo ngại cho VinFast.
Đây là hình ảnh bà Nguyễn Hương Giang, Phó Tổng Giám đốc VinFast tại Mỹ. VinFast đã tự tin về thành công ở Mỹ, trao đổi về vấn đề này với Đại tiếng Hoa Kỳ qua email. Phó Tổng Giám đốc VinFast ở Mỹ, bà Nguyễn Hương Giang khái quát về con đường của hãng xe non trẻ mới có lịch sử hoạt động dài có 4 năm và đến từ Việt Nam như sau. Mỗi hãng xe đều có chiến lược riêng để chinh phục thị trường, với chiến lược cạnh tranh bằng sản phẩm tốt, giá hợp lý, dịch vụ chăm sóc khách hàng xuất sắc, đồng thời có sự nghiên cứu kỹ về thị hiếu khách hàng. Chúng tôi tự tin sẽ thành công tại thị trường Mỹ nói riêng và các thị trường quốc tế khác nói chung. Bà Giang cũng không cung cấp thêm chi tiết về chiến lược của VinFast, song theo tìm hiểu của Đại tiếng Hoa Kỳ, trong các dịp khác nhau, bản thân tỷ phú Phạm Nhật Vượng và một số lãnh đạo của tập đoàn mẹ VinGroup cũng như các hãng như VinFast cho hay họ nhắm đến những khách hàng ở Mỹ muốn chuyển từ xe có động cơ đốt trong sang xe chạy bằng động cơ điện. Phân tích về chiến lược của VinFast từ góc nhìn của chuyên gia, tiến sĩ Trương Quý Hoàng Phương, Việt Kiều ở Đức chỉ ra rằng việc VinFast tuyên bố sẽ mở tới 60 điểm bán hàng chỉ riêng trong bang California vào năm 2022 cho thấy họ muốn đặt trọng tâm vào khách hàng đang chạy xe xăng, dầu tại bang này. Đây là động thái của VinFast sớm đón đầu làn sóng mua xe điện của người dân California trong vòng 9 năm tới, vì chính quyền tiểu bang đã ban lệnh bắt buộc xe cộ thông dụng không được phát thải kể từ năm 2030. Tiến sĩ Phương đã nói như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh người giàu nhất thế giới, tỷ phú Elon Musk, người sáng lập ra xe hơi điện Tesla ở Mỹ. Căn cứ vào các tuyên bố úp mở của lãnh đạo VinGroup và VinFast về việc định giá cạnh tranh cho dòng xe E35 và E36 so với các xe cùng động cơ đốt trong, ông Phương dự đoán hãng xe Việt sẽ áp dụng chính sách tương tự với những gì đã tuyên bố về xe điện E34 ở Việt Nam. Đó là không tính chi phí khấu hao, không tính chi phí tài chính và không tính lãi để đưa vào giá bán xe, giảm giá xe trực tiếp hoặc thông qua các hình thức phiếu quà tặng cho những khách hàng đầu tiên, cho thuê thay vì bán pin, vân vân. Các bước đi này nhằm giúp giá bán xe điện của VinFast trong giai đoạn đầu không quá cao so với xe xăng, dầu ở Mỹ, ông Phương đã nói. Tuy nhiên, ông cho rằng các chính sách này vẫn chưa đủ tại thị trường Mỹ, vì trong thời gian một vài năm trước mắt, xe của VinFast phải lắp ở tại Việt Nam rồi lại vận chuyển sang Mỹ, phải trả thuế nhập khẩu, nên chi phí tăng lên và bị bất lợi so với xe xăng, dầu được chế tạo và bán trực tiếp tại thị trường Mỹ. Mặt khác, tiến sĩ Phương dự báo rằng mô hình bán xe cho thuê pin sẽ không hấp dẫn với khách hàng Mỹ vì đa số muốn mua đứt bán đoạn, chứ họ không muốn chỉ mua xác chiếc xe và bị ràng buộc về pin khi muốn bán xe. Từ những vấn đề kể trên, tiến sĩ Phương dự đoán rằng có nhiều khả năng là VinFast sẽ nghiêng về xu hướng mang xe đến tay người tiêu dùng theo hình thức cho thuê xe ở Mỹ. Đây là hình ảnh Los Angeles, bang California, Mỹ là nơi người Việt Nam sinh sống đông nhất. Ông Phương nói cụ thể hơn như sau. Nghĩa là VinFast cho thuê xe thời gian đầu, ai thích thuê thì chạy, trả tiền hàng tháng, không thích thì trả lại, không thuê nữa. Thích thì sau này có thể mua xe và trả số tiền còn lại sau khi trừ đi số tiền đã trả để thuê xe. Và Việt Kiều chính là sứ giả cho thương hiệu của VinFast là câu hỏi cũng được đặt ra. Để giành được chỗ đứng chân ở thị trường Mỹ, vốn khét tiếng về mức độ cạnh tranh gay gắt giữa các hãng xe, các khách hàng tiềm năng là người Mỹ gốc Việt ở California sẽ được VinFast xem trọng nhất và nhắm đến nhiều nhất. Tiến sĩ Phương đã đưa ra nhận định của mình như vậy. Củng cố cho lập luận của mình, chuyên gia lâu năm của hãng BMW đưa ra hai lý do như sau. Thứ nhất, California là nơi có người gốc Việt sinh sống đông nhất ở Hoa Kỳ và cả trên thế giới. Thứ hai là khác với những khách hàng khác ở Mỹ nói chung, khách hàng gốc Việt là sẽ sẵn sàng chi trả ngay cả khi giá của VinFast cao hơn các loại xe khác, trong khi còn chưa rõ chất lượng xe ra sao. Điều này có liên quan đến yếu tố tinh thần dân tộc. Đây là một điểm có lợi cho VinFast để có thể bán được xe. Một số thủ thuật bán hàng khác mà VinFast có thể áp dụng để lôi kéo người mua gốc Việt là khuyến mãi cho họ với giá vé máy bay miễn phí về Việt Nam chẳng hạn, nghỉ dưỡng ở các khách sạn, resort hoặc sử dụng các dịch vụ khác trong hệ thống thuộc tập đoàn VinFast Group, hay dành cho họ ưu đãi nếu họ đầu tư vào bất động sản của tập đoàn. Tiến sĩ Phương đã tiền liệu như thế. Và việc mời MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên xuất hiện và phát biểu tại buổi ra mắt xe VinFast tại triển lãm xe hơi Los Angeles cho thấy hãng nhắm mục tiêu vào đối tượng khách hàng gốc Việt. Mỗi khách hàng gốc Việt sẽ là một sứ giả cho thương hiệu của xe VinFast tại Mỹ trong tương lai. Ông Phương đưa ra quan sát của mình như vậy.
Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin thảm họa ở eo biển giữa Anh và Pháp, đắm thuyền làm chết ít nhất 31 di dân. Vào tối thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2021, theo giờ Pháp, Tổng thống Pháp Macron đã phát biểu xúc động nói nước ông không cho phép eo biển Manche là biến thành nghĩa địa. Sự việc xảy ra trong ngày khi một thuyền di dân muốn bơi sang Anh bị lật ngoài khơi Calais, làm ít nhất 31 người đã bị chết đuối. Nhà chức trách Pháp tin rằng con số này có thể tăng vì con thuyền chở tới 50 người. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Danin có nói tại Đà Lạt rằng có 5 phụ nữ và một bé gái trong số người chết đuối, theo hãng thông tấn Reuters chia sẻ. Ông cũng xác nhận là có 2 người từ con thuyền bị lật được cứu sống khi ngư dân Pháp thấy họ trôi nổi trên biển, ngoài khơi Calais. Đây là hình ảnh một chiếc thuyền chở thi thể của những người di cư trong đêm ngày 24 tháng 11. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chủ trì cuộc họp an ninh của chính phủ tối ngày 24 tháng 11 để bàn về vụ lật thuyền này. Bộ trưởng Nội vụ Anh bà Priti phát biểu trên tweet bày tỏ lòng thương cảm với những nạn nhân và gia quyến của họ. Đến tối cùng ngày, các nhóm cứu trợ Pháp vẫn tiếp tục vớt lên những xác người di dân bị lật thuyền ngoài khơi Calais, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, trong ngày vượt biên đen tối nhất của các nhóm muốn vào Anh trái phép từ nước này. Từ đầu năm 2021, con số người đổ bộ bằng thuyền phao thô sơ từ Pháp, Bỉ vào Anh lên tới 25.700 người, và đây là con số đã sang thành công và được cho vào trại tạm cư. Số người sang mà không ai biết hoặc bị tai nạn không tới Anh có thể thêm vào tổng số đó nói trên. Làn sóng người bất chấp nguy hiểm tìm đến nước Anh chứ không chịu xin tị nạn tại Pháp hoặc các nước châu Âu khác đang tạo ra cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Anh và Pháp. Cùng ngày 24 tháng 11, Tổng thống Pháp yêu cầu mở một cuộc họp khẩn cấp của các bộ trưởng châu Âu để bàn về thách thức của hiện tượng di dân. Đa số người tìm vào Anh đến từ Trung Đông, Nam Á nhưng cũng có những người đến từ châu Phi và một số báo Anh nói có người đến từ Việt Nam. Nữ Bộ trưởng Nội vụ Anh cũng lên án những băng đảng buôn người đã gây ra tai nạn kinh hoàng ở trên. Pháp cũng cho hay họ đã bắt 4 nhân vật tại Bỉ bị cho là thủ phạm của vụ tổ chức vượt biên bằng chiếc thuyền này. Thế nhưng con số thuyền chỉ trong ngày thứ tư tìm cách vượt biên sang Anh từ Pháp là 25 chiếc. Theo đài BBC News, tường thuật từ Pháp cho thấy việc đi thuyền sang rất phổ biến và công khai. Đây là hình ảnh những người di dân được đưa vào bến cảng Dover trên thuyền cứu hộ của lực lượng biên phòng Vương quốc Anh sau khi băng qua kênh này vào hồi tuần trước. Trong những tháng này có rất nhiều số thuyền nhân lên tới hơn 1.000. Anh phê phán Pháp đã không làm đủ để chặn người di cư cứ điềm nhiên ra bến khuân vác thuyền và ra khơi để bơi sang Anh bất kể sóng to gió lớn. Đáp trả, Pháp cho rằng luật lao động ở Anh quá dễ dãi cho người không có giấy tờ làm việc. Điều không đúng thực tế vì người xin tị nạn không được làm việc nên Anh trở thành nam châm hút người nhập cư lậu vào đây. Các hội đoàn từ thiện thì chỉ ra rằng chính trị gia Anh và Pháp đều không có ý chí và trách nhiệm giải quyết rốt ráo vấn đề rất khó khăn này. Gần đây Pháp đã cho giải tán các trại tự phát ở vùng Calais, một khu vực như vậy phình to sau nhiều năm có hàng ngàn người tá túc từng bị gỡ năm 2016. Và trong này có rất nhiều người Việt Nam. Cũng theo đài BBC News, Brexit cũng là một lý do nữa khiến Anh không thể trục xuất những người bị bác đơn xin tị nạn về nước hay trở lại điểm đến đầu tiên của họ tại châu Âu. Tại sau Brexit, Anh không còn hiệp định trục xuất như vậy với Pháp và các nước châu Âu, khiến trong nhiều năm qua, trong số hơn 20.000 người tới Anh, chỉ trục xuất trở lại được đúng có 5 người. Lãnh đạo phe đối lập Anh Sir Keir, thủ lĩnh Đảng Lao động, đã lên tiếng phê phán cả hai chính phủ Anh và Pháp sau vụ lật thuyền và yêu cầu họ phối hợp giải quyết cuộc khủng hoảng này. Eo biển English Channel mà Pháp gọi là La Manche là một trong những tuyến hàng hải đông đúc nhất thế giới và các tàu hàng, tàu khách cỡ lớn có thể gây sóng to, lật dễ dàng thuyền phao của di dân. Đây là hình ảnh nhóm cứu hộ đang tìm kiếm ngoài khơi eo biển Manche. Trong vài tuần qua đã có ít nhất 10 vụ tử vong đếm được trên tuyến đường biển ngắn nối giữa Pháp và Anh mà đoạn hẹp nhất chỉ có gần 30 km. Di dân, nhiều người Việt cũng sẵn sàng đổi mạng sống để được vào Anh. Người Việt di cư sang Anh rất nhiều
và phần lớn người Việt Nam ở miền Bắc, nước Anh là những người miền Trung từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thanh Hóa. Họ sang Anh chủ yếu làm trong các salon móng tay, làm đầu bếp, nấu ăn trong các nhà hàng và làm phục vụ bàn. Một số khác thì làm nghề phạm pháp như trồng thuê cần sa cho người khác. Trả lời phỏng vấn của đài BBC News tiếng Việt từ studio tại London vào hôm 11 tháng 11, nhà văn người Anh gốc Việt Hương Kenley cho biết bà từng viết về người di dân nên bà rất hiểu họ cũng như lý do người Việt Nam sang Anh. Lý do người Việt di cư tới Anh quốc là gì? Câu hỏi được đặt ra. Lý do thứ nhất, theo nhà văn Hương Kelly, hiện sống tại Cambria, miền Tây Bắc nước Anh, là chênh lệch tiền thu nhập kiếm được của Anh quốc so với Việt Nam. Đây là hình ảnh 39 cái chết bi thảm của di dân người Việt trong chiếc xe container đông lạnh tại hạt Essex, đông bắc thủ đô London, nước Anh vào hồi tháng 10 năm 2019, khiến cả thế giới kinh hoàng. Người miền Trung ta rất là đoàn kết. Họ sang đây, họ làm móng tay, làm đầu bếp, nấu ăn, làm phục vụ bàn, phục vụ trong khách sạn thì họ kiếm được hơn mức nông dân kiếm được tại Việt Nam. Thế cho nên họ sang và sau đó lại rủ nhau, họ gọi điện về Việt Nam rủ anh em, cháu, họ hàng sang để cùng làm, cùng hy vọng kiếm thêm. Thứ hai là mất đất, mất việc làm, buộc họ phải ra đi. Nữ nhà văn đã chia sẻ với đài BBC như vậy. Một số người thì tôi nói chuyện thì họ tâm sự như thế này. Họ bảo rằng cũng không định đi nước ngoài mà là huyện của tôi tịch thu đất để làm nông trại nuôi bò. Nhà tôi có 9 sào ruộng, cậu tôi có 7 sào, được đền bù là 50 triệu đồng Việt Nam. Thì 50 triệu đồng Việt Nam ăn hết từ lâu rồi, nhưng mà trại đấy cũng không nuôi bò hay nuôi lợn gì cả, để thuê chúng tôi làm như cam kết mà là phân lô bán nền đất. Mấy mẫu ruộng nhà chúng tôi đền bù có 50 triệu mà sau này phân lô bán nền cho chúng tôi là 150 mét, bán đất lại thành 400 đến 500 triệu đồng mỗi suất thì cũng chẳng có tiền mà mua để lại xây nhà. Thành ra đất nông nghiệp của bà con thu hết để làm dự án nọ, dự án kia, nên bà con không có nghề nghiệp nên bà con bỏ ra đi. Vào hồi năm 2017, một công dân Anh đi từ Pháp về, bà Cathy Bitt bị xử tù khi cục biên phòng phát hiện trên xe của bà có 12 người nhập cư người Việt Nam trốn giữa các lốp xe hồi năm 2017. Một công dân Anh đi từ Pháp về, bà Kelly đã trở thành tội phạm như thế khi chở công dân Việt Nam. Ngoài ra, di cư vì mục đích tôn giáo và thiếu đào tạo nghề cho người trẻ cũng là nguyên nhân chính khiến người Việt Nam phải ra đi. Như là từ năm 54 thì miền Bắc di cư vào Nam, bây giờ thì lý do tôn giáo chẳng hạn, nhưng đất nước ta là đất nước xã hội chủ nghĩa mà người dân lại theo đạo Phật nhiều hơn, thì người dân theo đạo Thiên Chúa họ cảm thấy lạc lõng, thì họ đi về đất nước đa số là người theo đạo Thiên Chúa, nhà văn Kelly đã nói như vậy. Đây là hình ảnh hai người Việt Nam bị bắt vì tổ chức trồng cần sa được xét xử ở Anh vào hồi năm 2019. Phần lớn bà con sang đây tôi thấy họ đều thuộc gia đình nông dân cả. Toàn là trình độ văn hóa lớp 5, 6, 7, 8, 9 và đều là rất trẻ, hầu như dưới 30 tuổi. Không phải ai là thanh niên cũng đi học đại học được cả, thế nên không có trường dạy nghề là chết rồi. Họ không có nghề, không có hướng nghiệp thì họ đành phải nghĩ là phải đi thôi, nữ nhà văn nói thêm. Và sẵn sàng đánh đổi mạng sống để ra đi cũng là một lý do mà người Việt Nam đang nhắm tới. Theo nhà văn Hương Kelly, con đường người Việt sang Anh phải đi qua rất nhiều nước trước khi họ được đưa đến Anh quốc và có cả những nguy hiểm luôn rình rập trong suốt hành trình đó. Họ vượt biên theo kiểu là đi sang Nga, rồi đi bộ trong bão tuyết từ Nga sang Ba Lan, rồi từ Ba Lan sang Pháp, rồi lại đi chui sang Anh rất là nguy hiểm. Họ sẵn sàng đánh đổi mạng sống để bởi vì không đằng nào ở Việt Nam cũng chết đói và nếu họ ốm họ cũng không chữa được bệnh thì sao? Thì họ vẫn chết, đấy là họ nghĩ như thế chứ không phải tôi nghĩ, bà nói. Tất cả họ tôi đã nói chuyện, họ đều không muốn đi, nhưng chính vì miếng cơm manh áo mà họ phải ra đi.